我叫丹丹，哥哥 X 的娃娃海洋。不想把丹丹丢在脸部，不想不把妈妈。The expression is Miss Ida and Miss Haiyan who perform the dancing sha la la to Mickey 3 and Mickey 1. Now look at the show to welcome to them.Thank you.
Vậy là mùa hè đã đến rồi, mùa của nắng, của gió và của những ước mơ, và cũng là mùa của chia tay. 3 năm học với các con mẫu giáo lớn đã trôi qua với biết bao kỷ niệm gắn bó với trường, với lớp, với cô giáo và bạn bè. Giờ đây các con học sinh lớp mẫu giáo lớn sắp xa các bác các cô trường mầm non lên núi Đôn để đi học lớp 1. Các cháu sẽ đến một ngôi trường mới, trường tiểu học, nơi có rất nhiều điều mới lạ đang chờ đón các con. Nhưng cô mong các con sẽ mãi mãi nhớ về non lên núi Đôn thân yêu của chúng mình. Cô còn nhớ mới ngày nào các bé còn bước chân đến trường, nhiều bạn còn khóc chưa quen cô, quen lớp. Nhưng giờ đây bạn nào cũng khôn lớn, tự tin mạnh dạn yêu trường, yêu lớp và các cô giáo cũng như bạn bè. Chia tay các cháu, các bác các cô rất buồn và nhớ các cháu, song cũng rất tự hào vì dưới sự yêu thương chăm sóc của các cô, các bác, các con đều thông minh ngoan ngoãn lễ phép. Cô mong các cháu mãi mãi nhớ về trường mầm non Lê Quý Đôn, nơi đã chấp cánh cho những ước mơ đầu tiên của các cháu được bay cao bay xa. Chúc các cháu lên lớp 1 thêm chăm ngoan học giỏi, và có dịp sẽ về thăm trường, các cháu hãy dành thật nhiều bông hoa điểm tốt. Đó chính là những món quà quý giá nhất các cháu gửi tới các bác các cô trường mầm non Lê Quý Đôn. Một lần nữa thay mặt cho các cô các bác, chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè vui chơi thật bổ ích để sẵn sàng bước vào ngôi trường mới, trường tiểu học. Các cháu lớp mẫu giáo lớn có đồng ý không? Nếu đồng ý thì chúng mình nổ một tràng pháo tay thật rộn rã nào. Rồi, ba cảm ơn các con.